Theo hãng tin Reuters, dự luật hợp pháp hóa cần sa cũng đã được Hạ viện thông qua hồi tháng 8. Uruguay ước tính có 128.000 người dân nước này hút cần sa. Do đó, các nhà làm luật hy vọng với những quy định chặt chẽ về việc trồng, phân phối và tiêu thụ cần sa, luật mới sẽ làm giảm các hoạt động tội phạm liên quan đến cây cần sa, cũng như các chất gây nghiện chất xuất từ loại thực vật này. Dù dự luật vấp phải sự phản đối của nhiều nghị sĩ, nhưng phần đông dân chúng đều tỏ ra tán thành với quy định mới. Với cờ và biểu ngữ, rất đông người đã đổ về phía tòa nhà Quốc hội để ăn mừng. Hôm nay là một ngày lịch sử, không chỉ ở Uruguay, mà nó còn là ngày lịch sử với toàn thế giới. Theo dự luật nói trên, mỗi cá nhân trên 18 tuổi có thể tự trồng không quá 6 cây cần sa mỗi năm, được mua 40 gram cần sa mỗi tháng từ các cửa hàng dược phẩm có giấy phép và được thành lập câu lạc bộ quy tụ những người dùng cần sa. Tất cả các quy trình này đều chịu sự giám sát và kiểm soát của chính phủ.